Người đẹp đi đâu này? Chơi. Đi chơi. Cầm dao đi chơi à? Cầm dao đi chơi. Chị đi đâu? Chặt củi á? Thế đâu củi đâu? Chả biết đi đâu. Chả biết củi đi đâu à? Thế là sáng hôm nay đóng biển trao nhà cho chị rồi nhá. Ở cho sạch sẽ nhá. Ở vui vẻ nhá. Đi lên nhà, em lên nhà là Lành này chơi. Hầu Mỹ Lành ấy. Nhà Lành ấy. Đang đào móng ở trên đấy. Chị về hay về đi đâu? Chị đi đâu bây giờ? Đi chặt quý. Nên chưa đi à? Đi mới đi. Tí nữa mới đi à? Vào đây chơi với bạn đây à? Không. Thế vẫn chưa đi? Đi chơi quỷ thật đấy. Thế thôi, em chào chị nhá. Hôm nào vào nhà chơi sau nhá. Phèng xin kính chào toàn thể quý khán giả. Chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của Phèng. Buổi sáng ngày hôm nay thì Phèng với cả các bác ở huyện đấy, lãnh đạo các bác ở trên huyện, các bác ở xã đấy, với cả các bác ở thôn bản nữa đến bàn giao là tổng là ba ngôi nhà đấy. Phèng với anh Thắng làm nhà. Phèng thì có nhà chị Mỹ này đó này, nhà ba cháu bé. Nhà anh Thắng thì có nhà anh Tòa và là ba nhà, và khởi công nhà bạn Lành ở trên này đấy. Nhưng sáng là Phèng có việc là Phèng chưa quay được video chia sẻ với các bác. Hay buổi chiều bây giờ mọi người đang nghỉ ngơi một tí thì Phèng nên quay video chia sẻ với các bác, đặc biệt là cho chị Trinh, chị Tuyết này đấy, và cô chú Hùng Mai ở Mỹ biết là ngôi nhà của bạn Lành hai lần mồ côi hiện tại đang đào móng rồi đấy, quy cách nhà đào móng, diện tích và phân bố phòng ốc như thế nào thì Phèng sẽ lên quay chia sẻ với các bác. Bởi vì ngôi nhà này là đông người và có rất là nhiều ý kiến là làm 3 phòng hay 2 phòng. Thì bây giờ Phèng sẽ đi lên. Đấy. Chị lên trên này chơi không? Có đi không? Không đi đâu. Không đi à? Giá? Ai bảo thích đi? Ai bảo thích đi à? Đi chơi không xấu, chưa xấu hổ à? À, đi chơi là xấu hổ à? À. Nhá chị Mỹ à? Nha. Chào nhá. Hôm nào về chơi nhá. Vâng, chị Mỹ này chịu khó lắm các bác ạ. Từ ngày có nhà mới là chịu khó trồng cấy chăn nuôi, thu ngô thu nghiếc rồi làm đủ thứ luôn. Đây gọi một em bé, con của bạn Lành đang ở nhờ dưới này, khóc inh om hết cả lên các bác ạ. Đấy, hôm trước cô chú Hùng Mai đấy, cô có gọi điện cho Phèng hỏi là nhà bạn Lành là làm đến đâu rồi đấy, quy cách làm nhà như thế nào đấy, thì cô cũng nói với Phèng là con xem là có thể bố trí làm 3 phòng thôi đấy, thì là một cái gian còn lại thì để đường để đi đấy. Phèng cũng nghe lời các cô chú các bác, các mạnh thường quân, gia đình nhà bạn Lành này được cô Hoàng Kim Cúc này, cô chú Hùng Mai này đấy, cô chú Hương Trung này và chị Trinh, chị Tuyết đấy, chị Trinh, chị Tuyết là giúp cho nhà ba cháu bé này, và chị Trinh, chị Tuyết cũng đã gửi thêm tiền cho Phèng là để làm ao cho nhà ba cháu bé đấy. Còn cô chú Hùng Mai là gửi cho Phèng là lần đầu tiên 24 triệu, lần thứ hai là gửi 72 triệu. 72 triệu đấy thì cô chú giúp cho em sinh bị liệt chân trâu, mua điện thoại là hết 4 triệu 7. Và cho em dâu sinh bát ong 4 triệu, còn lại 62 triệu 300. Và cô chú bảo là sẽ giúp thêm nhà này khoảng 40 triệu nữa. Nhưng mà Phèng đang tính là cứ làm đủ cho nhà bạn Lành này. Còn số tiền dư còn lại thì Phèng sẽ hỏi xin ý kiến của cô chú để giúp tiếp vào những nhà hoàn cảnh khó khăn khác. Phèng trân trọng cảm ơn quý cô bác, các mạnh thường quân, các quý khán giả thời gian vừa qua đã giúp cho bà con nhân dân ở đây rất là nhiều đấy. Và
ngày mai về, ngày kia về phe hàng sẽ tiếp tục xuống là khởi công xây dựng nhà chị Máy Mù. Đấy, chị Máy Mù này, sau đó là đi thanh toán tiền vật liệu làm đường. Nắng quá. Nho rồng, nho rồng, cười hết lên. Mặt thằng nào cũng như cái buồn như mất sổ gạo này. Các bác bảo là ôi mấy ông này không chịu nói chịu cười gì. Nào cười chưa? Ơi. Cười chưa? Chào các bác chưa? Chào, xin chào các bác nhá. Ô thế được, được, đẹp trai nào. Ông đội trưởng đội thợ xây nào, cười, nói. Vâng, em chào các bác ạ. Ít giời, náo thật đấy. Em chào các bác. Thế, cháu chào các bác chứ này. Cháu chào các bác, quên. Nào, Hầu Mí Ly. Hạ Mí Ly. Hạ Mí Ly, chào các bác. Ây dồi, không chào được không? Không biết nói kiểu gì à? Rồi được, được, rồi được rồi. Cho tạm tha cho. Học nhá. Ở đây nữa. Ở đội phó đội thợ xây. Nho rồng. Nho rồng. Ô, nho rồng, nho rồng. Chào các bác. Chào các bác nha. Ồ, đấy chứ nhờ. Đấy, em này á. Hôm nào Phan đến nhà quay chia sẻ với các bác. Nhà em này ô, cũng là một trong những hộ gia đình quá là khó khăn các bác. Đây, vợ mới đẻ nhỉ? Được mấy con rồi? Ba đứa. Ồ, đấy, đây này, ăn cơm. Cái móng này cũng phải cắt đi thôi chứ. Móng này nó mọc ra. Cắt. Cắt móng, cắt móng ai bảo cắt tay đâu. Đấy. Đây lẩu cánh. Nhỏ chồng. Chào bạn. Chào bạn. Hỏi chào các bác. Rồi, cháu chào các bác. Chào bác rồi. Chào bác. Chào bác Hùng Mai, bác Hoàng Kim Cúc và các bác khác nữa. Ồ, này cái chip bầu hài nhà bạn lành nha các bác ạ. Móng này thì úi giời ơi toàn đá. Nhưng mà cái này của mình công cụ lao động cho nó vỡ này. Nhà của bạn Lành này các bác, Trang sẽ đây nói lại qua cho các bác biết. Nhà của Lành thì là làm 3 phòng. Bên này thì 2 phòng rồi các bác. Bên 1 phòng, 2 phòng. Đấy, phòng bên này là cũng là 3 mét dài, 3 mét rộng. Bên này cũng thế. Tổng là 9 mét vuông. 2 phòng đây rồi, là bên này là cố định rồi các bác nhá. Đấy, phòng khách đây, phòng khách là 4 mét. Đấy là 7 mét. Đấy, phòng bên này nữa, bên này là 3 mét nữa là 10 mét. Nhưng mà bên này thì chỉ có một phòng thôi. Bên này là phòng. Đấy, còn bên này là để thông tuông. Cho nhớ chưa? Để thông tuông để đi xuống bếp. Đấy, đi đến đây. Đấy, là bên này là một phòng đây rồi. Này, còn bếp ở bên kia. Đấy, lý do bếp ở bên kia là ở đây có cái mỏ nước này. Trong này có mỏ nước, đấy, nên là nước ở đấy. Bếp bên đấy, nhà vệ sinh đấy. Nấu cánh hiểu chưa? Hôm trước này bảo làm 3 nhà. À bên quên làm 4 phòng. Bây giờ lại làm 3 phòng. Cái market mấy anh em lại rúm hết đây kia. Sáng vừa làm khởi công các bác ạ. Trẻ con đi đâu hết rồi nấu cánh? Đi chơi hết rồi. Đi chơi hết rồi à? Đứa bé nhất nó ở dưới kia thấy đang khóc oe oe. Bao giờ cho chuyển đồ lên đây mấy anh em? Mai. Thế là tối về là tí nữa về là chuyển mai lên nhỉ? Vâng, mai lên. Thế dựng lều ở đây luôn. Vâng. Ở đâu? Chắc không phải đi nhờ anh bên kia ngủ. Ngủ nhờ à? Ngủ nhờ nhà bên kia thôi. Về vào đây này là nắng thì nó khó. Tại có mỗi cái vị trí đắc địa nhà lầu cánh ở rồi kia. Trẻ con trẻ kiếc đằng đấy rồi. Hiện tại là xem là anh em thợ xây là có mấy nhỉ? 2 này, 4 này. 4. Đâu nữa? Có một thằng chưa về, già như về. Già lâu lâu. À, già già lâu lâu à? Ờ. Đi đâu rồi? Đi lên trên mà rưỡi. Đi làm gì? Đi cứu anh em chết. Hả? Có anh em trên kia chết. Sao này chết lắm thế nhỉ? Lóng bức. Thế là Lành là nhờ được chú này sang giúp à?
với cả kia à? Hai người giúp thôi à? Hai người đó. Bốn người. Ba người, bốn người. Đâu? Một người đi nấu cơm thôi. Ủa? Nấu ở đâu? Nó ở nhà ông kia. Tể tướng lưng gù à? Lưng gù à? Lưng gù đi thôi. Vợ lẩu cánh làm gì à? Không mỏ nó. Nấu cơm ăn. Ôi trời, nấu gì bây giờ mới có một giờ rưỡi. Làm gì đấy, tiếng Mông là gì nhỉ? Cho bảo mày làm gì đấy, bảo mày làm gì đấy, nói tiếng Mông gì? Uachi à? Uachi. Đấy các bác, tiếng Mông mình nhiều lúc là nó cũng có kiểu không có nhiều ngôi thứ. Cô chú gì anh? Mình gọi là thường thường là hay có kiểu là hai ngôi thôi, giống như tiếng Anh. Tôi với bạn. Đấy, còn nó nói tục tục hơn một tí tao ấy mày này. không. Còn các bác người Mông này không biết ở đây có giống chỗ khác không, chứ người Mông mà cứ con của anh hay con của người khác lớn tuổi hơn, nhưng mà cứ đứa nào đẻ ra trước là nhìn thấy mặt trời trước là làm anh ở đây thế ạ. Nhiều lúc khó phân biệt lắm, cứ thằng nào nhìn thấy mặt trời trước làm anh nhỉ. Con của anh cũng làm em hết. Đấy. Ừ. Vì nó ra sau. Nó nhìn thấy mặt trời sau à? Ở dưới xuôi mình các bé bằng này được làm ông rồi. Làm ông của mấy ông già lâu lâu. Cô em nhà gần đây à? Nhà bên đâu em? Bên này á? Anh em có anh em gì với lẩu cánh này không? Lẩu cánh lành này. Anh em à, nhưng mà lẩu cánh có cái quần đẹp thế. Quần là có vợ à? Vợ cho à? Mua về à? Lẩu cánh này các bác có thể nhiều bác chưa biết, nhưng mà lẩu cánh này là hai lần mồ côi. Hoàn cảnh cũng rất là éo le các bác ạ. Một lần là mồ côi cha mẹ. Đấy. Và cũng rất là không may là bố mẹ mà mất sớm, là mồ côi. Đấy, mồ côi thì lại sang ở với cả chú thím. Đấy, xong đó chú thím cũng không may nó cũng qua đời. Đấy, không qua đời thì là để lại ba em nữa. Nhà bạn Lành này là có bốn con. Đấy, với hai vợ chồng là sáu. Đây là ba đứa em là chín đứa em. Đấy, nhà đặc biệt khó khăn các bác ạ. Đang trân trọng và cảm ơn các quý cô bác, các mạnh thường quân đã giúp được một ngôi nhà. Ôi dồi ôi. Xem nào, bây giờ đang 1:30 mà đã đi nấu cơm rồi đây. Bếp Hoàng Cầm. Bếp trên cái xe rùa chết lắng. Cái gì nhỉ? Cho vừa nói gì? Uachi à? Uomo Mông à? Ái dạ, mình bắt sóng tốt ghê. Ôi chuyện. Các bác mà cứ trợ duyên phèng phèng đi bản khoảng tầm 5 năm, 4-5 năm nữa thì có khi mình biết nói giỏi hơn tiếng Kinh mà. Mó của đây à? Đây các bác. Bột ngô mén mén. Hôm trước Phèng còn được đón một vị khán giả vô cùng đặc biệt trên kênh của Phèng. Đó là ông Trần Ngọc Hy và bác Trần Ngọc Đoan đến từ làng Vũ Đại của tỉnh Hà Nam. Một bác là 64 tuổi và một bác là 78 tuổi, râu tóc bạc phơ, mang một bản thiết kế siêu đặc biệt đến với ở nhà chị Máy Mù ăn cơm. Và hôm sau thì Phiang có là phải đi lên cái khu vực mà Hoàng Su Phi phía Tây ấy. Các bác xem video của anh Thắng thấy là Phiang đi xe hôm đấy, thực sự với các bác là nói chung là đi xong rồi có nghĩa là buổi tối về chân Phiang vẫn run đấy, bởi vì đi cái đường đấy nó nhỏ và cũng không có chỗ quay đầu, mà công việc là bắt buộc phải đi và không còn đường khác nữa. Cái đấy là cái cua tay áo như này đấy, vì Phiang không dám là đi sát ở ven bên trong bên ngoài, bởi vì bên ngoài một bên là vực luôn đấy, đúng như này luôn các bác. Đây hôm nay Phiang đi lên này đấy, cái cua này nó đúng như này luôn, bên này là vực thẳm. Đây Phiang phi lên đây phát là xe cả xe nó trôi
trôi đây, may là mấy anh em nhảy xuống là chèn nốp này, chèn nốp đây không thì hôm đấy là xe trôi thẳng luôn, là hôm nay không thấy phanh luôn, lúc đấy là không thấy người và cũng không thấy xe luôn đấy, nếu nói cho các bác biết, bởi vì công việc đấy, nó đi như thế, nó trơn các bác ạ, xe phanh là hơn 1 tấn nên là nó lặng, đấy, nó trơn là nó phanh thì nó cũng trôi cả bánh xuống, rất là nguy hiểm. Đến lúc mà về nhà đấy, nên làm trung thu xong chân vẫn run lẩy bẩy luôn các bác ạ. Phanh đi bản cũng khá nhiều nhưng mà chưa thấy trường hợp nào nó lại nguy hiểm như thế đấy, sau đó là phanh phải để bác Hy là ở nhà do so phanh cũng dạ sắp xếp một xe 7 chỗ nữa để đưa ông Hy và bác Đoan đi vùng cao tham quan 2 ngày đấy, xong hôm nay thì bác đã về Tuyên Quang rồi. Ngày mai thì phanh sẽ tiếp tục là về Hà Giang, sau đó là mai là hôm nay là mùng 4. Đấy, mai là mùng 5. Mùng 5 là bắt đầu là dưới nhà chị máy là cũng san lên. Đấy, phanh cũng chỉ đạo là cho mọi người là san lên ra. Đấy, mượn thêm máy xúc nữa về san cho nó rộng ra. Đấy, để ngày kia là bắt đầu cũng đào móng này. Hôm nay là phanh phải vào trong bản trong này để khởi công với cả đi giao nhà đấy, là phanh không quay được video chia sẻ với các bác. Chị máy hôm nay là dọn nhà rồi, chính thức là bốc bay rồi. Cái chỗ này thẳng không hay là cho, nếu không thẳng phải bỏ cây bỏ cái nhà nhá. Đấy, nhà này móng đá quá tuyệt vời các bác. Hôm nay phanh cũng đã sang nhà ba cháu bé các bác ạ, cũng bàn giao nhà bên đấy thì phanh thấy cũng đã trao 2 dê. Đấy, hôm nay đã mang 2 con dê vào để trao nhà, trao dê này và cái ao cũng đang xây rồi. Thì là hôm nào tổng kết là thanh toán tiền tiền dê này, tiền làm ao nữa. Và nhà chị nhà ba cháu bé là còn tiền cửa nữa, phanh chưa thanh toán. Hôm nào phanh sẽ quay video chia sẻ với các bác. Toàn đá thôi cho nhỉ. Cứ phải đào sâu uống em ạ. Đây buổi sáng là không đào tí nào đâu chứ. Là vừa nãy mới đào chứ. Bên này các bác có cái chỗ này có cái móng đá, đá to lắm đây này. Nên là không thể là khắc phục được, không thể sửa để xê vào trong này các bác. Nếu mà xê vào xong như kia được thêm hơn 1 mét nữa nhưng mà không thể. Đấy, móng nhà nó nghiêng không được. Đang chuyển ra đây. Chỗ này phải lấy búa chim đào chứ. Đây này. Cho anh bảo nhớ cái bức này nhá, cái bức này chỉ xây phòng ấy đấy nhá, còn đây cái để trống nhá, cái này xây 1 bức lên thôi nhá. Thấy chưa, phòng ấy này. Để cửa đây, đúng rồi, để cửa đây, đừng để bên kia nhá. Cửa đây, đây này, luôn ở đây này, đừng để dưới này, để đây thôi. Thấy chưa, bên kia là phòng khách rồi, đừng có để cửa bên đấy, để bên này thôi. Hiểu chưa, là 3 phòng, 1 phòng này, 2-3 phòng đấy. Chỗ này làm gì cần cửa nữa. Cái này thông tuông rồi mà, thông rồi mà. À vẫn phải có một cửa thông phép chứ, đúng rồi. Em cứ để ra chỗ này này, góc này này. Một cửa đi xuống bếp. Vợ của Lầu Kính khỏi ốm chưa? Vợ khỏi ốm chưa? Đứa nào phiên dịch đi cái. Anh Chipo Hai rồi. Ngoài khỏi ốm rồi, em gái. Hả? Em gái. Hôm nọ lên đây ốm mà. Em gái mà, bảo em gái. Ồ. Bảo đội cái gì vào đầu chứ, đội cái mũ cái nón vào đầu chứ, cứ phơi nắng này kia. Cú cú à. Cú cú là nóng nóng đúng không? Nóng nóng à, cú cú. Cú cú.
tí lại ốm. Nhiều đá thế nhỉ? Đấy, Phen cũng thông báo với các bác biết là chỗ nhà của anh Lành này, bạn Lành này. Đấy, là thời gian này thì các bác cũng theo dõi qua rồi đấy. Nhà của các mẫu nhà trước thì các em làm cũng khá là nhiều rồi, 3-4-5 nhà rồi. Đấy thì rất là nhiều bác bảo là bây giờ thôi, xăng dầu tất cả nó lên. Đấy thì các em mới làm vất vả, làm từ lúc đào móng này các bác này. Nếu mà gia chủ mà đông người là phải giúp đào móng đấy. Các em đào móng này, làm nhà này, lợp mái này, làm bể phốt, bể phiếc các thứ nữa. Thì Phen cũng thông báo với các bác là Phen cũng xin được tăng thêm một chút tiền công cho các em xăng xe đi lại. Đấy, với cả tiền cho các em ít tiền ăn uống nữa. Các em ở đây thì ăn với gia đình như nhà chị Máy ấy, thì là cũng chủ yếu là tự ăn thôi, tự mang rau của nhà đi. Bởi vì chị Máy nhiều lúc chị xấu hổ, chị không ăn cơm với cả mấy anh em. Còn làm xây nhà bên ba nhà cháu bé thì chẳng được gia chủ nuôi, là các em anh em thợ xây mua đồ ăn đến này còn phải nuôi thêm cả ba cháu nữa. Tất nhiên là cái việc là các cháu ăn thì cũng chẳng được bao nhiêu, nhưng mà ý là không có các bác. Nếu mà nhà mà người ta có bố có mẹ, hoặc là chị Máy chị biết mà có điều có con gà con gì đấy, ví dụ như thế, thì lúc khởi công này được một bữa, hoặc là lúc khánh thành xong thì cũng được một bữa. Nhưng mà bên nhà ba cháu bé thì ba cháu đấy khó khăn quá nên là chẳng có gì cả các bác ạ. Phen cũng mong sao là giúp được hai con dê đấy. Cháu đấy là bây giờ là sẽ tiếp tục là nuôi một con dê đấy để sinh kế. Nhà của bạn Lành này có nhiều me lắm các bác ạ. Đây, đất trồng me tốt, trồng la tốt. Sau này có thể là xem là các bác xem có cho ý kiến có nên trồng mấy cây la không. Nhà của Lành này, vợ Lành này tên là gì nhỉ? Tên là gì à? Mai. Mai, ôi cẩn thận. Mất ăn. Mai. Lành Mai. Đây, gạch vật liệu xây dựng là về đây hết rồi nha các bác nha. Đấy, gạch này, cát này, xi măng xong hết rồi. Chỗ này mấy em bé đang ở đây. Ê, mặc quần áo vào chứ. Sáng là vừa tổ chức trung thu xong các bác ạ. Bánh kẹo rất nhiều nên là Phen không mua nữa. Đấy, ăn bánh kẹo rất nhiều rồi. Đây. Cho không có mũ nón thì em nắng mai mày lấy đây này. Tối về phải xin phép vợ đi không, mà bọn em thường thường là không cho vợ đi nhỉ, không cho vợ đi phụ nhỉ, phụ vữa không phải, không phải đi vợ, nếu mà nó đi thì không ai ở nhà trông con với lại gắp cỏ bò. Căn bản là nhà nào cũng mấy con, cho là mấy đứa nhỉ? Ba đứa này. Thế còn Ly ra mấy đứa? Nhà là toàn 3-4 đứa rồi. Thế còn thằng ấy kìa. Vàng này bao nhiêu? Vàng kia nhỉ? Vàng bao mấy mấy đứa con nhỉ Vàng nhỉ? Hai đứa à? Thế còn Trá? 4 à? Úi. Thôi nhá, không để nữa nhá. Thôi chưa? Chắc chưa? Đã ra xã làm kế hoạch hóa gia đình chưa? Ai làm cho vợ chứ? Ồ, thắt quả nhụy này ạ. Ly bỏ rồi. Hả? Bỏ rồi.
Bỏ món đấy rồi à? Bỏ nên mới chảy ra làm nhà cửa xây. À thế là đi làm xây. Chưa đào móng bếp à? Chưa đào ra đây à? Có cái đống cát, tí chuyển đống cát đi à? Thôi anh em vất vả chịu khó đào móng nhá. Anh đi về. Anh về à? Ờ, anh đi về rồi, bây giờ 2-3 giờ chiều rồi. Để tí ăn cơm bà. Ăn cơm à? Ờ. Làm mát cơm. Thôi Phang đi về à? Mọc quả. Hôm nào lên ăn sau nhá. Hôm nào Phang nên ăn cơm sau. Hôm nay thì đi từ sáng sớm rồi, 5 giờ sáng đã đi rồi. Đấy, cố gắng đào sâu sâu một tí nha. Thôi cảm ơn anh em đến hộ nha, tí nữa ở lại ăn cơm sau nha. Đấy, Phang nên quay video chia sẻ với các bác là cũng báo cáo cho các bác biết là nhà của bạn Lành đang được khởi công rồi. Ngày mai là đổ những cái móng đầu tiên, sau đó xếp những viên gạch đầu tiên lên. Đấy, chắc khoảng tầm 15-20 ngày sau là mọc lên một ngôi nhà đây rồi. Đấy, nhà bạn Lành thì cũng xây như các bạn bác khác, có mái tôn nạnh, có cửa và cố gắng là xem là ở đây có cải tạo được vườn tạp hay trồng cây gì không, giúp thoát nghèo. Nha, chào nhá, hôm nào lên nhà Và chơi nhá. Vàng nhỉ? Và hay là Vàng nhỉ? Và. Hôm nào lên nhà chơi nhá. Vâng. Vợ đẻ lâu chưa? Hả? Chưa. Bao giờ đẻ? Mấy tháng nữa à? Ồ, tưởng đẻ rồi. Ồ, tưởng nó đẻ rồi thì anh chưa dám lên được. Ồ, vợ đẻ bây giờ nó ác lắm. Ác như ngày xưa có phim hài vợ đẻ ác như chó đẻ các bác. Mới đẻ thì Phang không dám tới đâu. Nào, anh chào nhá. Chịu khó vất vả tí nhá. À, cho chiếc đảm bảo mũ nón vào chứ. Đấy, nắng ốm làm sao mà làm được việc. Thôi, bye bye ơi. Nhớ là đào sâu vào nhé. Đấy, Phang cũng đã báo với các anh em ở đào 3-40 phân. Đấy, sau đổ bê tông xuống. Đấy, đang làm mo của. Phang không có thời gian ở lại ăn. Thế lẩu cánh là tí nữa nấu cơm mà có gì ăn không? Không có gì ăn rồi. Hả? Không có gì ăn rồi, ăn cám thôi. Ăn cám? Thế cho anh em thợ xây ăn cám thôi à? Ăn cám rau lợn. Chết. Phang giờ lên không chuẩn bị được gì rồi. Ê, phải tự nhá. Hôm nào anh em thợ xây anh mua thức ăn lên ăn cơm sau nhá. Thôi thôi, ăn cám lợn không ăn được rồi. Đi về đó. Chiều đó. Rồi chào nhá. Bởi vì ở đây các bác ạ, chợ phiên thì là chủ nhật. Đấy, còn đâu đồ ăn thức uống thì phải ra trung tâm xã cơ. Mà thường thường là đồ ăn như thịt là cũng không có nhiều đâu. Ví dụ ra trung tâm xã chỉ buổi sáng sớm ra được có được tí. Đấy, là không còn nữa. Nhà lẩu cánh này các bác, là bạn ấy làm hôm mà có thông báo là có tiền vật liệu ấy, các bạn ấy này, bắt đầu sửa đường cùng với anh em thợ xây, cùng với cả các bác ở trong thôn này nữa, anh em trong thôn nữa, giúp chuyển vật liệu. Đấy, gùi những viên gạch, gùi những cái bao cát, bao xi lên đây. Bây giờ tập kết về đây rồi. Phang trân trọng cảm ơn các bác, cảm ơn quý khán giả, các mạnh thường quân, cô các quý khán giả là đã ủng hộ giúp đỡ cho nhà bạn Lành này. Trân trọng cảm ơn các bác, chúc các bác thật nhiều sức khỏe, chúc các bác thật nhiều may mắn, gặp nhiều thành công trong cuộc sống để chia sẻ đến đồng bào bà con vùng cao. Bởi vì ở trên này còn rất là nhiều cái hoàn cảnh khó khăn ở bên kia nữa. Hôm nào thì Phang sẽ sang quay video chia sẻ với các bác sau.
Cũng mong các bác là ủng hộ đón nhận và chia sẻ đến bà con vùng cao này, bớt đi những cái khó khăn trong cuộc sống. Phèn trân trọng cảm ơn các bác về phía xã, cảm ơn chính quyền, cảm ơn các bác xã Minh Sơn, cảm ơn các bạn đoàn thanh niên, cảm ơn các anh chị đoàn viên thanh niên ở trên huyện đoàn, cảm ơn các cấp ủy chính quyền ở huyện Bắc Mê đã luôn luôn là tạo điều kiện cùng với Phèng Phèng là chia sẻ những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cũng thường xuyên là động viên tinh thần là nhóm anh em làm việc, như hôm nay chẳng hạn đi khởi công nhà, đi bàn giao nhà, có các cấp ủy chính quyền, đặc biệt là có các bác lãnh đạo đến để cùng chia sẻ, cùng chung tay cùng với Phèng Phèng để xóa đi những ngôi nhà dột nát, xóa đi những ngôi nhà tạm, mang lại cuộc sống ấm no, phát triển kinh tế bền vững cho bà con vùng cao. Bởi vì vùng cao của Phèng các bác ạ, nó rất là nghèo, còn rất nhiều, cực kỳ nghèo. Đấy, nên là để mà ví dụ như cần đến sự hỗ trợ từ phía chính quyền các bác thì thật sự là còn quá nhiều. Đấy, nên là mà thì không thể được. Đấy, nên là các bác cũng rất là hưởng ứng cái chương trình là xóa nhà dột nát, mà chính sách là xã hội hóa, cần những cô bác các mạnh thường quân chung tay giúp là những ngôi nhà như này để xóa đi nhà dột nát. Đây cũng là một cái ngôi nhà các bác này, nó quá là siêu vẹo này, sắp đổ rồi này, nghiêng nghiêng rồi đó. Chào bà nhá. Chào lâu lâu à. Ừ, nhói rồng à. Hoa chi à. Hoa chi à. Con vào mù à. Con đi vào nhá. Vào nhà chơi bà nhá. Nhà có ai không? À, nhói rồng à. Ôi, nhói rồng à. Ôi, nhói rồng à. Ây ô. Hắn tao sùng à. Cậu xe xe à. Hai xe xe là hai hai à? Cậu xe là 10 chứ nhỉ? Cậu xe là mười mấy tuổi? 17. Ai rồi? 17 à? Đã lấy chồng chưa? Chưa. Chưa lấy à? Con chắc là không đi học đâu chứ? Không học. Em tên là gì? Em tên là Máy. Máy à? Ừ. Ồ. Hôm nay không đi làm, không phải làm gì à? Đây là nhà của em luôn à? Vâng ạ. Đây là mẹ à? Vâng. Mẹ đây à? Vâng, mẹ. Nhà chị có mấy con? Báo hả? Em? Nhà có mấy anh em? Bốn con. Bốn con? Ôi trời. Thế bố đâu? Bố đi làm. Bố đi làm à? Thế nhà có mấy người ở trong cái nhà này? Mấy? Mười người. Mười người á? Thật á? Mười người. Ôi dồi, thật á? Thế có những ai mà mười người? Thôi, thế chỗ đâu bố mẹ ngủ đâu? Mười người. Thế bà cũng ở đây à? Bà cũng ở đây. Đi qua nhiều lần mà hôm nay mới thấy. Các bác, đây một giường này. Đây cũng một giường này, hai giường này. Đây một giường là ba giường này. Mười người ở trong cái nhà này. Con, chào lâu lâu nhá, con mù chế này. Mười người à? Nhưng mà có những ai em kể xem nào để anh con biết nào. Bố mẹ là hai người này, đúng không? Có mấy em? Còn ba chị đi lấy chồng rồi. À, ba chị đi lấy chồng rồi là thì đâu con ở nhà này nữa. Còn hai anh lấy vợ ở bên
Một người là đi xa á? Ừ. Đi xa là đi đâu? À, không còn nữa à? Nhưng mà ở đây cơ, hiện tại đang ở đây, ở nhà cơ. Những người đi lấy chồng thì không nói. Em ngủ ở đâu? Em ngủ ở bên. Ngủ với ai ở bên này? Với bà. Thế còn ai ngủ ở đây? Có em. Em à? Thế bố mẹ ngủ bên này à? Vâng. Em có mấy em ở đây? Hiện tại đang mấy người ở đây? Đây là biết là bà à, hai vợ à, hai bố mẹ là hai rồi này. Em với cả một em nữa là 4 này. Bà là 5 này. Có mấy em? Có 3 em. Ba em vẫn ở nhà này à? Vâng. Ba em vẫn ở nhà này với em là 4 đúng không? Vâng ạ. 4 với cả bố mẹ là 6 đúng không? Vâng. Bà là 7. Vâng. 7 người thôi đúng không? Vâng. Sao bảo 10 người? Thế là mẹ có bao nhiêu con? Mẹ có mấy người con? Đẻ được mấy người con? Mẹ có mấy người con? 3 con. Ôi xời. 3 con đâu? Bảo những cả anh em anh chị đi lấy chồng còn gì nữa. Lấy vợ ơi. Em học được lớp mấy? Học lớp mấy? Em không học. Không học lớp nào? Em học hết lớp 5 em học học. Thế đừng lấy chồng vội nha, 17 tuổi à? Đã có anh nào đến tán chưa? Hay có muốn lấy chồng dưới thủ đô không? Không. Không lấy chồng à? Lấy chồng ở đây à? Không lấy. À, đây là anh, đây là bố à? Không. Ờ thế. Hả? Thế từ từ để em hỏi là anh nói tiếng phổ thông tốt. Nhà này có mấy người đang ở đây? Nhà này á? Bố đi đâu ở đó thế này? Không. Hiện tại là có bao nhiêu người ở trong cái nhà này? Tối. Ở nơi mà chờ đúng. Ta kiến ở trên. Chín người. Tất cả 9 người. 9 người á? Vâng, vâng. Từ từ nha, chị này là hai vợ chồng chị này đúng không? Đúng. Là hai này. Với có mấy con nữa? Cả bà này nữa. Là ba, bà là ba rồi. Ờ, ba rồi. Mấy con, là... mấy đứa con nhỏ? Gửi cho vô chờ thua. Ta kia chấm nhiều á. Ừ, ta kia mà, ta kia. Nếu chồng nhớ là bếp đồ lầu mà, bếp đồ lầu à, chua. Nó chồng nhớ thế, nó chưa đủ mà. Chỉ là do, nó trí tủ. Nó trí tủ mới nhiều á. Ừ, bếp trí tủ nữa. Nó chưa đủ thì trí tủ. Nó bếp đồ mà, chua trí tủ lại. Dạ, không có chú ấy, không có trí tủ bếp. Ủa, phát trí. Chưa đủ lại à, chua. Bó bếp gì chồng này, bó nhá bếp cho chồng ạ. Mấy. Vẫn chưa điều tra ra. Cười thôi. Có một cái sạc tung cho anh trẻ. Ê, tạc cái này là có một cái gì tu. Anh có một cái xả luôn. Ờ, gì tu nữa mà. Một cái gì tu. Ừ, nhắc có để mình... Đó, điều tra lâu quá. Khó đoán. Khó hiểu à. Ăn cơm à, đây, mèn mén à. Ây dù, bác nào ăn được mèn mén này lên đây lấy vợ nha. Đây, nhiều lúc là không có canh nhạt, không có cái gì ăn thì này ăn nước lã thôi. Canh rau bí à. À, đây. Thịt treo các bác. Treo từ lâu rồi. Anh hỏi được chưa? Tất cả 9 người nhưng mà 8 người. 8 người. 8 người nên mà 3 ông già. Nhưng mà là 5 đứa con. Sao 3 ông chắc phải hết mà. 8 người à, có nghĩa là hai vợ chồng với ba nữa. Là 3 rồi. Ừ. Với 5 đứa con. Là 8 người. Đúng rồi. Nhưng mà 5 đứa con đấy đứa nào đi lấy vợ lấy chồng thì chưa? Đi là kiểu đấy là đi. Thôi được rồi, để em hỏi như này, bao nhiêu hỏi mấy người ngủ ở giường này? Anh hỏi thứ sao đi. Tao có tụi
Hai người. Đây, cái giường bé bé này mấy người? Một người. Cái này một người là bốn người giường này. Ôi giời, bốn nè, năm nè. Với hai là bảy người chứ. Vẫn thiếu. Đây là hai đúng không? Ba. À thế là đủ rồi. Đấy, ba này. Bốn nè. Bốn với kia là bốn người đúng không? Đúng rồi. Là tám người. Ôi giời, bà này có khó tính không già. Bốn người ngủ đây á? Bốn người làm sao ôm nhau vừa cái giường bé tí teo này được mét hai này em. Bốn người ở cái nhà này các bác. Này cái này để che cho đỡ bụi. Nhà này cũng nghiêng ngả rồi nhỉ. Thôi được rồi, để thôi được rồi. Em biết thế đã nhá. Em chào nhá. Cảm ơn anh nhá. Anh đang giúp ở trên kia đúng không? Em chào nhá. Bye bye nhá. Cảm ơn anh đã phiên dịch cho em nhá. Chào cô nha. Cô bao nhiêu tuổi rồi? Hăn tao sùng. Chị chào à. Chị chào là bao nhiêu? 50. 50 à? Thế còn đẻ được nữa không? Không đẻ đâu. Ủa em bé đâu? Ủa mi nhỏ à? Chị Ua à? À chị Ua. Ừ, lâu là chị Ua à. Thế tối có Ua không? Chị Ua. Tối chị à Ua? Ồ, không phải đâu. Phải không? Chị Pao à? Chị Pao, hello. À, chị Ua nha. Bảo hỏi chị ra xem là chị đã làm kế hoạch hóa gia đình chưa? Đã. Chị chưa sao mà chị dùng mình nhiều à, chị quên mình nhiều đó. Làm chưa? Ừ, chị vong cam mình cũng đã dù tả này, tốt thế mà xả xong à. Cứ dù là con gà là đẻ rồi. À, hết trứng rồi à? Hết trứng rồi. Nhỡ đâu vẫn còn sót quả lại ra đứa nữa thì chết. Thôi. Hết trứng là không đẻ đâu. Cô tên là gì nha? Ly... Ly Thìn Dở. Ly Thìn Dở. Ly Thìn Dở. Thế còn bé này tên là gì? Mấy. Tên là gì à? Tên Máy. Máy à? À ừ quên vừa hỏi. Gia thì Máy. Gia thì Máy à? Gia thì Máy. Thế thôi chào nhé. Lúc nào để sang năm mới lấy chồng nhá. Mùng 2 tháng 9 có đi chơi không? Mùng 2 tháng 9 thì trai gái đi chơi nhiều lắm nhỉ anh nhỉ? Đúng rồi. Ôi dồi ôi. Lúc đấy váy bướm tung tăng đi tìm dai. Anh chào nhé. Ok. Tối xem kênh Phèng Phèng Vlog để thấy mình nha. Ô, chào lâu lâu à. Ờ, mi nhỏ mù chéo. Sao xanh à? Bye bye. Ôi dồi ôi. Cả bye bye nữa thì giỏi quá rồi. Đây các bác. Đây, ngồi nhà. Giờ mà, đây các bác. Bây giờ mới biết là nhà 8-9 người ở đây. 4 người ngủ một giường. Một người ngủ một giường, 5 người. Bên kia là 3 người nữa. 8 người. Đấy, một ngôi nhà. Nhà này nó cũng nghiêng về bên này anh nhỉ. Như này hơi nguy hiểm một chút này. Hôm nào cả nhà ở nhà, hôm nào có dịp mà mọi người ở nhà thì đến Phèng đến chơi nhá. Chipau đi Phèng cũng chipau hài rồi. Không trùng sóng là không biết nói chuyện kiểu gì à. Rồi Phèng chào các bác nhá. Hẹn gặp các bác ở những video tiếp theo. Trân trọng cảm ơn các bác. Xin chào và hẹn gặp lại. Nho rồng, mù chế.